Nghe thầy vào thì bà con đã rất là nghiêm Rồi, chào hết cả nhà. túc. Sáng. Chúc mừng cả nhà đã biết dành cái thời gian để trở về chăm sóc sức khỏe cho mình. Chăm sóc sức khỏe một cách rất là thuận tự nhiên. Và chăm spa là một cái môi trường khá tuyệt vời. Có cái không gian rộng thoáng, có cái môi trường tương đối là thiên nhiên tuyệt vời. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết trở về với mình thường xuyên hơn, trọn vẹn hơn. Mặc dù chúng ta đã dành cái thời gian của mình về đây rồi, thì chúng ta nhớ là đặc biệt yêu quý cơ thể mình, thì phải dành cái thời gian để mà trở về với mình trọn vẹn hơn. Lắng nghe các cái bài hướng dẫn cho thật là kỹ. Cho dù quý vị có là học viên cũ đi chăng nữa thì cũng phải thực tập nghiêm chỉnh như là một học viên mới thì nó mới đúng luật, nó mới đem lại được cái lợi lạc cho mình. Và quý vị có nghe cho kỹ đi chăng nữa, quý vị vẫn thấy nó mới mà chúng ta vẫn chưa nắm được hết trọn vẹn cái ý của nó trong đó đâu. Nó rất là sâu, nó rất là bao quát, nhưng mà nó cũng rất là chi tiết. Chúng ta thực tập cho đến khi nào mà chúng ta làm xong cái nhiệm vụ của mình là hoàn toàn thảnh thơi tự tại. Tự tại trong từng hơi thở, làm chủ trong từng ý niệm, và thậm chí là mình biết là mình chuẩn bị ra đi hay chưa. Mình đã chuẩn bị như thế nào cho cái sự ra đi của mình trong từng hơi thở, trong từng cái ý niệm. Tự tại đến mức độ như vậy thì mới gọi là thọng dâm tự tại. Còn nếu mình vẫn còn chưa làm chủ được, tâm vẫn lang thang, chưa biết ngày nào mình sẽ trả cái hơi thở cuối cùng, tức là mình vẫn còn phải thực tập. Thành ra ngày hôm nay là ngày thứ nhất, ngày bắt đầu của khóa học. Và đây là một khóa học thực sự, khóa học nghệ thuật sống. Không phải chăm sóc cái thân của mình mà phải chăm sóc cả cái tâm. Không phải chỉ có cái tâm thức cạn cợt mà phải chăm sóc để chuyển hóa luôn cả tận cùng cái cội nguồn của nó. Cái mà nó dẫn mình đưa đến cái nhận thức sai lầm bệnh tật, cái mà nó sẽ dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Rồi chúng ta sẽ học luôn cả cái mối quan hệ giữa sự có mặt của mình với các pháp xung quanh mình, với môi trường, cái gì là cái đang duy trì sự tồn tại của mình. Mình cứ khi mình cứ lo theo thức ăn, thức uống, mình lo theo những cái phương tiện sinh hoạt của mình, mà có khi càng ngày mình càng có nhiều bao nhiêu, thì mình là càng làm tổn hại chính mình và tổn hại cái môi trường xung quanh của mình bấy nhiêu. Thành ra chúng ta không biết rằng tất cả những cái thứ gì mình có trong con người của mình đều từ bên ngoài hết. Nhưng mà mình càng chăm sóc cho mình bao nhiêu, càng đem vào trong mình để sử dụng bao nhiêu, thì mình càng phá hoại ở bên ngoài bấy nhiêu. Vậy thì cuối cùng mình đang tự hủy diệt, đang tự phá hoại mình mà mình không biết. Do vậy cái lớp học này giúp cho chúng ta nhận diện cái mối quan hệ mật thiết cả thân lẫn tâm, cả phần cạn lẫn phần sâu, cả phần thô lẫn phần mịn, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thì làm sao chúng ta phải nắm được hết tất cả mọi cái yếu tố đó, kết hợp nó chặt chẽ lại với nhau. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên, là cái nền tảng cơ bản nhất. Phải cố gắng làm sao nắm cái lý thuyết cho nó thiệt vững và thực tập cho thiệt chuẩn chỉnh trọn vẹn, thì chúng ta mới xây dựng xong cái nền tảng, cái nền móng vững chắc, thì sau đó chúng ta mới xây được cái gì để lên trên. Còn ở nhà của mình mà nền móng không chắc thì càng xây lên bao nhiêu thì nó càng rạn nứt, nó càng dễ sụp đổ bấy nhiêu. Rồi, cảm ơn anh chị em phụng sự, các huấn luyện viên, đặc biệt là quý vị đã dành cái thời gian biết trở về chăm sóc sức khỏe của mình, biết yêu thương mình, và hãy cố gắng yêu thương thực sự hơn, hoàn thiện hơn, cũng như là yêu thương cái căn nhà chung của mình, cái môi trường nhiều hơn. Chúc quý vị một ngày thực tập được chuẩn chỉnh, gặt hái kết quả tốt đẹp. Dạ, con kính thưa thầy, con xin thay mặt cả lớp cũng như tất cả các anh chị em trong ban tổ chức ban thiện nguyện.
và gửi lời chào đầu ngày đến với thầy. Và chúng con rất là biết ơn, cảm ơn sự có mặt của thầy đã động viên cũng như là nhắc nhở để mà bà con có cái sự thực hành chuẩn chỉnh ngay từ ban đầu. Và chính cái lời thầy dạy thì cũng là một cái sự thấm thía cũng như giúp bà con có cái cơ hội để trải nghiệm với cái sự thực chứng qua cái phương pháp này. Thầy con xin biết ơn, cảm ơn thầy rất là nhiều đã có mặt cùng với chúng con ạ.